Sau gần một tuần thi công, được sự hỗ trợ kinh phí của quỹ thiện tâm, 25 căn nhà khung thép, mỗi căn rộng 36m², sử dụng vật liệu lắp ghép đã hình thành. Chị Hoàng Thị Cảnh có nhà bị vùi lấp, chồng mất tích sau sạt lở, được lực lượng hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tạm. Chị phần nào yên tâm hơn khi giờ là chỗ dựa cho hai con nhỏ. Đưa con đến trường học, con nó bảo mẹ ơi, mình chưa có nhà ở như vậy thì liệu con đi học có được không? Vì cháu nó nhìn thấy mẹ nó vẫn còn khổ, nên cháu nó có một ngôi nhà để mình ở rồi. Đến lúc đấy mình sẽ gọi là mình yên tâm để mình sản xuất, để ổn định lại cuộc sống. Khu tạm cư được san gạt thành 3 cấp dọc sườn đồi trên nền nhà văn hóa cũ của thôn với tổng diện tích 2.500m². Khu vực này được đánh giá là an toàn, thuận lợi về mặt giao thông. Dù là nhà tạm nhưng mỗi căn đều chắc chắn, kín gió, giúp các hộ yên tâm vượt qua mùa đông tới. Các bà con thì cũng rất là phấn khởi, tức là cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước giúp đỡ cho bà con nó yên tâm hơn về cái chỗ ăn và chỗ ở cho bà con nhân dân. Đến hiện tại bây giờ thì cũng có một phần là bớt đi những cái nỗi đau buồn. Theo ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, ngay sau khi hoàn thành, các lực lượng đã tổ chức chuyển các hộ dân mất nhà đang sinh sống rải rác ở nhờ bà con trong thôn về khu tạm cư. Các tổ chức cá nhân hảo tâm từ nhiều nơi cũng có mặt cùng chính quyền chăm lo cho bà con. Tạo điều kiện cho người dân về tất cả các cái vật dụng rồi các cái điều kiện cần thiết, nhu yếu phẩm để cho người dân có thể ổn định ngay cuộc sống khi bước vào cái khu tạm cư để sinh sống trong cái thời gian để xây dựng cái khu tái thiết lại cái khu dân cư mới. Hiện khu tái định cư thôn Làng Nủ cũng đang khẩn trương thi công và hoàn tất song song các thủ tục cần thiết, phấn đấu trước 31 tháng 12 sẽ hoàn thành.